Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ sinh tồn cho Minecraft Hardcore 1.21, thu thập hết tất cả những sinh vật trong Minecraft. Ủa, khoan, bắt hết tất cả luôn hả? Đúng rồi ông. Ủa, con rồng sao? Con rồng hả? Vậy thì ông bắt nó đi. Tập thứ 2 vừa rồi thì Toàn và Bích Sách đã hoàn thành được 5 beacon 4 tầng ở trong Minecraft Hardcore. Toàn có tiết lộ là tập 3 sẽ liên quan tới mod. Vậy tập 3 lần này Toàn và Bích Sách sẽ đi bắt hết tất cả những con mod ở trong Minecraft. Nghe tới đây thì sẽ có rất là nhiều bạn hỏi rồng Ender bắt được hay không. Thì Toàn xin trả lời rằng là dư sức nhé. Nhưng mà tụi mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ trong cái tập 3 này. Và trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên nhớ ấn nút đăng ký cho cá và mèo nha mọi người. Sẵn đây thì chúc mừng kênh của Toàn MC đạt được 200.000 người đăng ký. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho Toàn. Giờ thì let's go. Rồi, chiến tranh rồi. Đây là tập số 3 nha mọi người. Tập số 3 sẽ tìm ra ai là người mạnh nhất trong thế giới này nha. Ai à, quýnh luôn hả? Quýnh luôn hả? Lúc này tập số 3 là kết thúc xe ghi rồi. Kết thúc xe ghi nè. Nào chạy làm mèo nha. Nào chạy làm cá nha. Và nhau xong thì Toàn bắt đầu đi kiếm hắc diện thạch, băng nén và một ít san hô. Sẵn đây thì Toàn sẽ chỉ cho các bạn làm máy farm chất nhờn bằng máy farm quái nha. Chỉ cần chọi chai thuốc rò rỉ vào bọn quái và đánh một cái. Như các bạn đã thấy, anh em Slam cực chất đã spam một nùi. Việc của mình bây giờ là chỉ đập bọn nó thôi. Toàn đào thêm một tí đá. Tiếc là cái đoạn tầng xây máy farm đá đã bị mất rồi, nên là các bạn có thể xem hướng dẫn ở bên kênh Toàn Game M để biết làm như thế nào nha. Rồi bây giờ ông gạt thử cần gạt cái đi. Thành công không? Thành công. Rồi xong. Lớn. Rơi ra kìa. Đúng rồi. Đó, ba máy luôn. Bên này có rơi không? Ui. Nó chạy đi đâu vậy? Ở dưới không ơi. Trời ơi. Máy start ơi. Start không ơi. Trời ơi, 1 giây 1 start. What the hell. Gần 2 stack rồi. Chất quá. Còn đây là cái máy tôi xây nè. Thiết kế để bắt cua nè, thấy không? Là đây. Đó, muốn farm nè, phải vượt qua nhiều gian nan mới vô được. Ừ, chết, tôi quên rồi không ạ. Ủa rồi, Bích Tông đâu? Tôi quên rồi. Trời ơi. Mà nè, bóc phốt cái nè mọi người ơi. Mình kêu ổng á là mình xây 3 cái máy farm ở đây. Thì 2 cái máy farm đá mịn á, thì nó sẽ nằm ngay đây nè. Một cái ngay đây, với lại một cái ngay đây. Xong cái ổng xây lộn, ổng kêu là ổng xây dằn mặt mình. Đó, bây giờ mọi người xem coi có OCD không. Tự nhiên cái hai máy nằm đây thấy nó nhảm không. Đáng lẽ là một máy bên này nó phải nằm bên đây thì nó mới đẹp. Đó, vậy là ông này đang phá công trình của tôi nha mọi người. Đó, đây là mặt tôi Bích Sách nha. Phá công trình của tôi. Trời đó nha, chấp nhận cái việc là ổng xây hai máy lên dính liền nhau vậy đi. Mà ở đây là số lẻ. Vậy tại sao cái phần lẻ này nó không nằm ngay chỗ cái đèn này là ngay đây nè. Mà ổng cố tình ổng xây méo qua đây. Đó, phá công trình của người khác. Đó, mọi người thấy chưa? Ê, mặt tối phá nè. Phá luôn, phải phá mới được. Rồi, cay rồi. Bọn mình bắt đầu treo máy farm đá thường ở gần 3 máy farm đá củi. Mê farm đá tới mức mà vỡ cả cúp. Và có thêm được một đống đá củi từ máy farm. Làm thêm một cây cúp và tiếp tục farm. Toàn bay sang rừng nhiệt đới, lấy cho mình rất nhiều dây leo. Bích Sắt kêu Toàn về xây dựng một chỗ farm dây leo cho nó tiện hơn. Mà công nhận là nó farm nhanh hơn rất là nhiều. Toàn làm cho mình một cái máy chế tạo tự động. Cái này sẽ giúp Toàn chế tạo ra được đá củi phủ rêu. Cùng lúc đó thì Toàn với Bích Sách bắt đầu đi farm thêm rêu, farm thêm đá củi bản sâu và đá bản sâu. Xong làm ra rất nhiều đá từ bàn mài đá. Sửa đồ một tí và chờ nung gạch địa ngục thượng thành gạch nứt. Sang nhà của bạn cá lớn mượn một vài lóc thủy cung. Thực chất là bê cả nhà của người ta đi luôn thì đúng hơn á. Mà bây giờ hát gì thạch khóc thì mình không thể nào mình đi gọi là đọc từng cục nó lâu lắm. Cho nên là mình làm cái farm đổi đồ bằng mấy con heo đi. Ừ, được. Rồi bây giờ chia ra đi, nhiệm vụ rất là đơn giản luôn. Ông sẽ là người đi kiếm nguyên liệu, ông sẽ là người xây máy farm, còn tôi ngồi chơi. Rồi, bắt đầu đi. Thế là ông là người xây chứ gì? Không, tôi đâu xây đâu. Ông kiếm, ông xây. Ê mà khoan nha, bây giờ tôi cần phải chuẩn bị cái nguyên vật liệu gì? Bích Sắt mang qua cho Toàn một đống nguyên liệu để có thể làm được máy farm đổi đồ với bọn heo. Cái máy này các bạn chỉ cần ấn một lần thì nó sẽ đổi đồ liên tục luôn nha. Lý do bọn mình làm cái máy này là do bọn mình rất cần cái block hắc diện thạch khóc. Toàn sang máy farm cát của ông Bích Sắt và bắt đầu sang DN để AFK. Sẵn đây thì đào luôn cả hắc diện thạch thường. Vừa farm được cát và bột bê tông, vừa farm được cả hắc diện thạch. Quá là thuận tiện. Toàn mang bột bê tông sang farm thành khối bê tông. Cái này phải kết hợp với auto click thì mới làm được. Tụi mình phải chuẩn bị rất nhiều đồ như thế chỉ để dành cho một công trình nho nhỏ của ông Bích Sắt. Mời các bạn xem nhé. Take me alive. Get ready
Cuối cùng thì tụi mình cũng đã xây xong rồi. Yes sir. Ôi mệt thiệt ông ạ. Mệt ghê. Ê khoan từ từ ông ơi. Hả? Mình bắt mấy con mod mình để trên đó đúng không? Đúng rồi ông. Ủa rồi nó chạy sao? Ông có ý tưởng gì về cho việc này không? Khoan, mình khoan nó tới ý tưởng đi. Phải là ông đã quên không? Đúng rồi. Tôi quên rồi. Đừng. Lỗi kỹ thuật. Vì ông cá lớn quên thiết kế chỗ nhốt quái, cho nên là toàn phải đi farm thêm kính từ mấy bọn dân làng. Toàn làm thêm cho mình một cái máy farm chỉ siêu cấp. Các bạn có thể xem video hướng dẫn ở kênh Toàn Gamer nhé. Chỉ cần gạt một phát thôi. What the hell? Siêu lá. Oh my god, my PC. Đấy, một lần xài cả đời. Cái đống chỉ này sẽ giúp cho bọn mình đổi được rất nhiều ngọc lục bảo. Để cho bọn mình đem ngọc lục bảo đó đi đổi kính với bọn dân làng. Mời các bạn xem tiếp nhé. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath though. Cause I can't move on till I let go. Cuối cùng là cái hòn đảo nó gọi là nhìn ra cái gì đó rồi đấy. Cái chỗ này là mình chứa được mod này. Ông này ông chuyên gia, ông lên cái mẫu đã, cái ông quên xây mấy cái nhỏ nhỏ này anh em ơi. Rồi tiếp theo mình làm gì không? Tiếp theo thì hiện tại mình đã có những cái danh sách, gọi là ba cái danh sách cần thiết để mà chúng ta bắt những cái sinh vật này. Thì khi mà chúng ta đi bắt xong cái danh sách thứ nhất rồi đấy, thì mình sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa. Ok không? Ok, rồi. Ok, và đây là danh sách của tôi. Rồi, và đây là danh sách của tôi, những việc mà tôi phải cần làm. Rồi, let's go ông ơi. Mình định làm gì dưới cái giường vậy? Đi ngủ. Đi bắt đi trời ơi. Và đây chính là danh sách mà cả hai đã phân chia với nhau. Danh sách đầu tiên này khá là đơn giản. Con đầu tiên là cá tuyết, thứ hai là cá nóc, thứ ba là cá hồi. Lúc này Toàn đang ở chỗ bọn ếch. Quay qua thì thấy thương nhân lang thang và lạc đà của thương nhân. Hai con này nó cũng nằm ở trong danh sách và Toàn thấy may mắn vậy. Xong Toàn chạy về làm đường nước dẫn bọn ếch đi lên cho nó dễ. Toàn bỏ những con cá vào đây trước. Toàn đưa con ếch lên trên bằng đường nước. Lên tới trên rồi thì cho nó ngồi lên thuyền và nối dây vào. Sau đó bay từ từ chậm chậm thì thuyền sẽ đi theo mình từ từ xuống. Chỉ cần đáp đúng chỗ và đập cái thuyền ra. Thế là Toàn đã có con ếch và con nồng nọc ở chung một chỗ rồi. Tương tự thì con lạc đà và thương nhân cũng như vậy. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian bắt mod. Tiếp theo là gà, heo và bò. Dân làng thì mình lấy từ máy farm ở nhà. Cũng dẫn lên như vậy. Con lừa thì cưỡi được. Tiết kiệm gấp đôi thời gian luôn. Con lùa thì Toàn chỉ cần mang trứng lên đây là xong. Con thỏ thì Toàn phải sang biome tuyết và dẫn nó về. Con vẹt thì ở biome nhiệt đới kế bên. Dẫn nó lên và buộc dây vào. Riêng kẻ sải bước thì Toàn phải dùng trích cổng địa ngục. Nói để dẫn lên trên. Chúng ta đã xong được danh sách mod đầu tiên. Đây là danh sách thứ hai, nó dễ hơn danh sách một rất nhiều. Phía sau lưng Toàn là con cáo, đây sẽ là con đầu tiên trong danh sách thứ hai. Tiếp theo là con dê núi, quá là easy. Trên đường đi kiếm thì Toàn phát hiện được ngựa xương, thế là Toàn bắt phụ ông cá để cho ổng đỡ mệt. Con thứ ba là con lạc đà không biếu ở biome núi đá. Con thứ tư là con chó sói ở rừng Vân Sam. Vừa về tới nơi thì thấy con Ender nó spawn ngay trên chỗ cái lồng bắt mod. Toàn cho nó ngồi lên thuyền và đặt tên cho nó. Thế là Toàn bắt được cả chó sói và Enderman và thêm cả con nhện nó spawn ngay đường nước nữa. Cộng một luôn nha. Con này thì phải lắp cái kính ở trên lại. Tiếp theo là con heo địa ngục. Toàn dẫn nó lên bằng cổng địa ngục. Người sắt mà kêu khó bắt nữa thì thôi luôn ấy chứ. Thế là chúng ta đã hoàn thành được danh sách mod thứ hai. Danh sách thứ ba có vẻ là danh sách khó nhất rồi. Ở danh sách này thì bích sách gặp lộn ở con bò dân làng ác. Guardian boss thành Guardian thường. Mong các bạn thông cảm nha. Những con boss thì chúng mình sẽ để riêng ở một bên. Để thuận tiện cho cả hai thì chúng mình tạo ra rank ở nhà. Con đầu tiên sẽ là con cầm nỏ. Sẵn đây mình giải thích cho các bạn luôn. Khi mà đang trong cái rank, các bạn dắt những cái con đó ra khỏi cái vùng rank, thì cái con mà các bạn dắt ra khỏi cái vùng đấy sẽ được tính là biến mất và tiếp tục đợt rank tiếp theo cho các bạn nha. Con thứ hai sẽ là con cầm rìu. Con thứ ba sẽ là con bò dân làng ác. Con này chỉ cần đánh nó một cái thôi là nó dí tới cuối đời luôn. Con thứ tư sẽ là phù thủy. Con thứ năm sẽ là kẻ chiêu hồn. Vô tình nó spawn con vét dính trên cái thuyền nên là bắt được hai con cùng một lúc. Quay lại với con bò dân làng ác, Toàn phải dùng xe mỏ để có thể dẫn nó lên trên được. Lắp thêm một tí đường ray và cho nó tự chạy, xong đẩy nó xuống bên phía dưới. Còn con sucker này Toàn bắt ở chỗ làm tiến trình lần trước, cho nó bắn Toàn lên trên, bay lên từ từ cho đến lúc tới nơi thôi. Tiếp theo là Toàn phải cần làm một cái cổng địa ngục to ở chỗ nhốt và bên dưới địa ngục nữa. Đặt thêm một đường ray dài. Áp cao một tí thì con gáp nó spawn ngay cái chỗ lúc mà bọn mình làm tiến trình là đồng minh thật không dễ dàng. Cái đoạn đặt đường ray này phải đặt thật là tinh tế, làm sao mà cho con gáp nó không có phá. Đặt xe mỏ, cho xe mỏ nó đẩy. Xe mỏ ở trong con gáp nó ngồi lên và đẩy thêm một lần nữa để cho xe mỏ nó đụng vô nhau, khiến cho cái xe mỏ của con gáp nó ngồi lên, bắt đầu nó chạy và đẩy con gáp vô cổng địa ngục. Thế là chúng ta đã dẫn được con gáp về thế giới thường. Riêng cái con skeleton này chỉ cần đặt ở dưới cái chỗ nhốt mod là nó có. Do bên dưới bọn mình không có cắm đuốc cho nên là nó spawn ở bên dưới. Dẫn nó lên trên mà mình phải ăn một đống mũi tên như thế này, chả khác gì con nhím luôn. Che cái nóc lại. Tương tự như con zombie thì mình cũng làm y chang như vậy luôn nha. Giờ mình còn thiếu đúng 4 con quan trọng nữa.
anh em mình trước mắt bây giờ á, mình sẽ bắt theo thứ tự trước. Theo tôi á nha, tôi đã lên được cái kế hoạch rồi. Mình sẽ bắt con quýt thờ trước, tại quýt thờ nó sẽ đứng yên, đúng không? Đúng. Và nó sẽ, nếu như mà mình bắt thất bại nó sẽ rất là quậy. Cho nên cái việc đấy thì để mình tránh cho những cái con hốt nó đánh nhau á, như con Warden nó va lại con quýt thờ á, thì tốt nhất là mình nên bắt quýt thờ trước. Sau đó mình sẽ đi bắt cái con tiếp theo, đó chính là con Warden. Và con cuối cùng mình sẽ bắt cái con Guardian chùm. Ok ok ok. Sau khi Tần lên kế hoạch với ông Bích, thì Tần bắt đầu qua bên địa ngục đáy các linh hồn, đặt một ít ở chỗ tháp địa ngục và cho nước vào. Chỗ này sẽ là chỗ đẩy cái đòn tấn công của Wither đi lên phía trên. Bích đã có kinh nghiệm bắt Wither cho nên là lần này chúng ta sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Tụi mình chỉ cần trang trí lại cái chỗ nhốt này thôi. Tiếp theo là tụi mình sẽ xây một đường nối dài từ cái thành trụ cũ. Hai đứa phải phối hợp làm sao mà cho con Warden nó có thể đi được lên trên. Ôi ông ơi, lên đường ở trên, từ từ. Từ từ cho nó xuống này cái nè. Rồi. Đánh tụi. Ây da, nó đánh tụi. Nào á. Nó đang ta kẹt tụi. Tiếp. Thảo có nhiều táo vàng lắm. Từ từ, còn cái cửa sập nào không? Không phải cái bảng. Gọi là cái bảng, cái bảng. Đây nha, tôi lên lấy cái bảng cái. Rồi lên nào ông ơi. Lên chưa? Lên rồi, lên rồi. Lên rồi. Kẹt ta. Không đi lên được hả? Ông phải đập hai cái lốc ở trên cùng á, thấy không? Mấy bốn cái lốc trên cùng, trên đầu nó. Bốn cái lốc đá trên đầu đó không? Nó bị chặn ở chỗ đó nên là không lên được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chuẩn rồi. Này cái tay em không? Liều mạng, liều mạng. Từ từ bình tĩnh đây, bình tĩnh đây. Tôi đổ nước ra cái. Đây rồi, đây rồi. Lên được chưa? Phải đặt thêm hai block dưới chân nó nữa nó mới lên được. Đặt chưa? Đặt chưa? Lên rồi, chạy đi. Holy. Trước mặt tôi có trước mặt tôi có Reaper. Rồi rồi rồi. May quá, được rồi, được rồi. Nó dựng dí vào ông, nó đang dựng dí vào ông, nhà nó vàng đi. Dựng dí đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ cần nhảy xuống dưới này. Ở đây tao đón tiếp mày này. Ở đây come here. Được không? Đấy rồi. Đây rồi. Rồi. Ông lấy cái hàng rào kia đi. Ngủ. Rồi ngủ cái ông ơi. Đặt tên cho quân định đi ông ơi. Ok ông ơi. Chắc chắn là nó không bị despawn đâu, nhưng mà cứ đặt tên đi. Toàn xây một cái cổng địa ngục to ở trên đây, nối thẳng xuống cái hồ bên phía dưới, sang bên thủy cung, lấy cho mình một ít bột biển và xây cho mình một cái cổng ở trong đây. Xây thêm đường ray nối dài ở đường địa ngục, nối lên trên cái cổng phía trên. Toàn một bích sắt lên trên cao AFK, chỉ việc chờ con Guardian Bot nó spawn. AFK được một hồi thì nó spawn, Toàn bắt đầu dùng bột biển để chặn nước lại, cho nó ngồi lên xe mỏ và dẫn sang địa ngục. Nhưng mà tụi mình mắc một cái lỗi rất nặng. Ông ơi! Đừng! Đừng! Đừng con ơi! Đừng chết ba! Đừng chết ba! Quỷ gì? Ngay cái chân lót đợi, cái máy phong sắt ông ơi! Tao đang cứu mày đấy! Tao đang cứu mày đấy! Cái chân lắc đờ này dựng xuống biển quá. Tao đang cứu mày đấy. Đồ ngu à. Rồi nó chết rồi ông ơi. Fuck. Sau lần thất bại đó, bọn mình quyết định làm lại. Tụi mình phải chăm đầy nước ở chỗ này. Mình phải đổ đầy tầng ô nước, kết hợp thêm rong biển để tiết kiệm thời gian, chứ không phải là mình để nước ở trên nó đổ xuống nhé. Tiếp tục lên trên AFK. Và một lúc sau tụi mình đi xuống dưới, thì cái con Guardian Boss đã được spawn ra. Ê ê, sao nó qua bên địa ngục luôn rồi. Này sao? Rồi đi rồi, đi rồi ông ơi. Ôi, xuống luôn rồi. Đây rồi. Ủa, xuống luôn rồi. Let's go ơi. Đặt tên cho nó đi, đặt tên cho nó đi. Chào, đất ơi, mày phiền ghê á. Cũng vậy nè, ông ơi. Tôi nghĩ là cái con cuối cùng là ba con này nhìn lên đều sợ ấy không ạ. Ờ, đúng rồi, cái con cuối cùng đây nè. Trời ơi, con cuối cùng. Toàn sẽ giải thích kỹ cho các bạn ở cái đoạn này nha. Rồng Ender ở phiên bản 1.21 sẽ không tương tác được với cổng End Gateway, tương tự như cái cổng về Overworld. Cho dù chúng ta làm mọi cách đi chăng nữa thì con rồng vẫn sẽ không tương tác được. Nhưng có một cách cuối cùng, đó chính là chúng ta phải quay về phiên bản thấp hơn. Toàn và Bích Sắc phải ép cái thế giới đang chơi xuống phiên bản thấp hơn
là từ phiên bản 1.21 hiện tại xuống còn phiên bản 1.20.6. Đây là phiên bản mà con rồng còn có thể tương tác được với cổng N-Gateway và cả cổng đi về thế giới thường, đồng thời đi kèm rất nhiều rủi ro như là lỗi chân, chân đè chân làm hỏng các công trình. Cái này nó có thể xảy ra thôi. Những công trình và một số công cụ của phiên bản 1.21 sẽ bị lỗi và mất một số block. Nặng nhất là tụi mình sẽ mất toàn bộ đồ luôn. Là cho dù bọn mình có để đồ ở trong su cơ, rương ender, rương to, xe mỏ có rương, hoặc là tụi mình quăng ra thì tất cả đều phải bị mất. Đồng nghĩa với việc là tất cả những ổ đồ ở trong nhà mình, những cái món đồ mà tụi mình kiếm được cũng sẽ mất hết toàn bộ. Bọn mình biết là sẽ mất nhưng mà bọn mình vẫn chấp nhận hy sinh vì tập 3 lần này. Không vì thế bọn mình nản chí. Như Toàn đã nói, chúng ta chỉ mất item thôi, nhưng mà các block vẫn sẽ còn. Toàn và Bích Sắt bắt đầu để ra một số block cần thiết, để đến lúc mà hết đồ thì chúng ta vẫn xài được. Đó chính là block kim cương và một số block phục vụ cho việc bắt rồng. Bọn mình đã sẵn sàng mọi thứ và tiến hành giảm xuống phiên bản 1.20.6. Nhưng mà có một chuyện đã xảy ra làm cho bọn mình rất là bất ngờ. Sao có thuốc rò rỉ ở phiên bản này đây? Hôm bữa là mình backup cái file của phiên bản mới nhất, sau đó mình mang cái file backup đó đem về phiên bản thấp nhất rồi mình giải nén nó ra. Nhưng mà bữa nay á, tại vì máy tôi nó hết dung lượng nên là tôi trực tiếp lấy cái file từ cái sếp ấy, tôi mang trực tiếp về cái file này luôn, tức là tôi cắt rồi tôi đem qua luôn. Có backup gì luôn hả? Nó chỉ có một bản backup, là hồi nãy tôi backup rồi, tôi vẫn còn dư cái bản đó. Nó ảo tới mức mà thuốc vào rỉ chứ cầm trên tay nè. Là sao vậy? Đâu ném ra thử coi tôi có hiệu ứng gì không? Để cho khán giả biết coi. Ông cầm trên ông show cho khán giả xem đi nè. Đây. Cầm lên đi. Đừng có chọi nha. Nó ra bằng chứng của mình đó. What the hell? Thuốc gò rỉ ở phiên bản 1.20.6. Có nhiễm khuẩn nè, không? Thuốc ở đây nè. Nè, nhiễm khuẩn nè. Yếu đuối. Theo dệt luôn nè. Từ từ bây giờ lấy cái máy chế tạo ra thử thôi. Đây. À đây ông ơi. Đây rồi, ra đây. Đây, mọi người nhìn thấy cái này không? Đấy. Rồi cho ông Toàn coi đi. Ông chỉa con chuột vô trong vật phẩm đó. Ôi, vật phẩm bị vô hiệu hóa là phiên bản thấp không xài được nè. Nhưng mà mình vẫn có hiệu ứng thiêu dệt. Không đặt ra được luôn. Đâu, tôi thử đặt đây. Không đặt ra được luôn. Nè, sờ bám cỡ nào cũng vậy à, không đặt ra được. Ừ, không đặt ra được thiệt. Công nhận. Tụi mình những con đồ mà. Bọn mình vẫn có thể giữ được tất cả đồ và thậm chí có cả đồ của phiên bản 1.21 ở phiên bản 1.20.6. Lần này chúng mình đã quá là may mắn. Rồi ok, bây giờ mình đủ đồ chơi chưa ông? Đủ rồi ông ơi, tôi nghĩ là đủ đồ rồi đấy. Rồi bây giờ là anh em mình đủ rồi đó. Bây giờ là anh em mình sẽ tiến hành kế hoạch là dẫn rồng về. Nhưng Toàn đặt rất nhiều khối cát về Overworld. Rồi bây giờ ông đi về thế giới thường của tôi nè. Ok ông ơi. Đó, ông thấy khối cát không? À thấy rồi. Đây rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ bay trên đây. Lại lần nữa nè. 1, 2, 3. What the hell? Lúc mà mình dẫn con rồng về á, nó sẽ nằm ở trên đây nè. À, là mình sẽ đẩy dần dần lên hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ quay về nhà, mình lấy bích tông theo ông ơi. Ok ông ơi. Sau đó sử dụng mẹo của ông Super Crab, chỗ này sẽ làm cho con rồng nó bất động khi mà chúng ta phá hết tất cả Enristore. Bọn mình hồi sinh rồng và bắt tay vào việc ngay. Rồi bây giờ khoan, bây giờ ông đừng công khai mạng lan nha. Ông bấm vô chơi đơn. Chơi đơn. Ông bấm vô hardcore. Rồi, vô. Rồi quay qua đập cái Enristore. Rồi. Nhìn con rồng ấy. À, lúc mà cái đợt này nó phải bay lên. Rồi, cái bài này nó ngưng mà nó không ngưng là biết lỗi rồi đó. Tôi nghĩ là cái map này không nên công khai mạng LAN. Tại vì nếu như mà công khai mạng LAN á, nó sẽ reset cái lo. Cái log á. Tôi nghĩ là bây giờ khoan đi. Mình sẽ tiêu diệt con rồng luôn. Thì mình sẽ làm lại thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này okay. Khi mà mình hồi sinh rồng, ông đưa hết tất cả những nguyên liệu đưa cho tôi. Ông đưa luôn cái map cho tôi. Xong rồi okay. Tôi sẽ là người bắt. Tại vì nếu mà chỉ cần công khai mạng LAN thôi là nó lỗi liền rồi. Tại vì hồi nãy do mình công khai mạng LAN, bây giờ ông vô cái ông đặt này đi nó không có loát được gì hết trơn. Từ lúc đầu tiên luôn, từ lúc mà bắt đầu mình chịu hồn con rồng á là mình đã sẽ out game và không được công khai mạng LAN. Đúng rồi. Đó, đấy, coi như cái này là mình sẽ làm một cái bằng chứng cho mọi người đều thấy là nếu như chúng ta dùng công khai mạng LAN để chúng ta hồi sinh con rồng và bắt con rồng về thì nó sẽ bị lỗi, cho nên là chỉ có thể bắt được ở trong cái người chủ map thôi, một mình chủ map thôi. Nhưng mà bây giờ ông Bích Sách ông không biết cách bắt, cho nên là bây giờ mình sẽ lấy cái map của ông Bích Sách để về mình mở lên và mình sẽ đi bắt cái con rồng này. Rồi bây giờ tiêu diệt rồng thôi chứ biết sao giờ. Ok ông ơi, bị lắm, đánh đi. Hay quá. Và bây giờ ông chỉ cần đưa thế giới cho tôi là được rồi đó. Rồi nói chung là chúc ông may mắn nha. Nè, đưa cho ông đi một cái nè. Rồi anh chị, may mắn nha ông ơi. Ok. Ê, cái đồ của ông Bích Sách nè. Cái đồ lặn của tôi, đừng có lấy nó đi đâu ông ơi. Đừng có đem thử đi bán ông ơi. Trời đất ơi, vừa mới nói có cái đồ lặn rồi Ender nó quýnh tôi không chừa phát nào. Thấy chưa, đàn em của cá lớn. Không có cơ hội quýnh được anh nữa đâu nha.
Rồi phá rồi. Nhìn là biết là sắp đai rồi. Chưa thấy ngầu nha. Ê tờ tờ ông ơi. Đây nè, bình tĩnh nào. Cái vấn đề tiếp theo á là con rồng đâu rồi? Ôi trên trời, trên trời, trên trời, trên trời. Bên trái. Đấy. Hướng mặt lên, ủa không thấy à, tôi đang thấy ông rõ ràng luôn á. Ôi ôi ôi. Không thấy hay vậy. Dạ màn hình ông đang để chế độ tối rồi đó. Đúng rồi. Cái màn hình ấy chứ không phải là cái game đâu. Thì ở đâu rồi ông? À bên phải không ơi, trái, trái, đấy trước mặt luôn á. Đúng rồi. À. Dạ chịu xuống rồi đó. Cái gì sẽ xảy ra? Đứng yên. Xem tôi này, nó sẽ đứng yên này. Phải không? Ơ! À, what? Ê! Ông ơi! Con rồng nó mỏi cánh rồi, nó lùi đi nữa rồi ông ơi. Chú em ở vị trí đẹp quá. Ôi, nó đứng yên luôn mà. Đứng yên mà, đứng yên mà. Xong rồi. Tạm biệt. Hãy nói là chia buồn với con rồng. Rồi, rồi, what the. Nó đi rồi ông ơi. Nó đi rồi. Thế giới này đã mất rồng rồi ông ơi. Cái đoạn này thì Tài chỉ cần đẩy cái con rồng sang bên NCT. Khúc này rất là chill luôn á mọi người ơi. Mình có thể vừa ăn bánh vừa uống trà để xem con rồng này nó đi. Yên đây nha, rồi lát nữa quay lại. Tính ra bây giờ cũng lâu phết đấy. Rồi, mình đứng đây trong vòng khoảng chưa đầy một phút đâu. Ờ, đó, vừa mới nói rồi. Rồi, nice. Rồng ơi, tới đây. Rồi, tôi nghe được tiếng nó rồi. Đầu trên đầu luôn á. Cao lắm rồi, trên đầu cao lắm rồi. Con nào không thấy được hay vậy ta? Thấy chứ, tôi có mắt nhìn trong bóng tối mà. Ông thì có mắt x-ray mà. Đâu, đâu. Ở đây. Xuống dưới đi. Đứng hình luôn rồi. Ông gõ nó nhẹ ăn cái. Ông gõ nó nhẹ ăn cái coi mất máu không. Tôi nghĩ là mất rồi đó. Ông thử đặt vàng giáo ra ngoài thử xem. Tại còn trong phạm vi của cái cánh ấy, nó vẫn hoạt ông được. Đấy. Ở dưới. Ơ cái gì vậy? Ơ ơ what the. Ông nhìn ở trên này. Bị co giật cái ông ạ. Con rồng này bị gì rồi? Sáng rồi nè, ông ơi. Và có cổng đấy không? Có đây cổng rồi, nè. Có cổng rồi. Ý là cổng quay về ấy. Đây nè, cổng đây nè. Tuyệt vời. Đây, cổng mới đặt rồi. Cái chỗ hồi nãy nó nằm ở hướng này, đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bay ra đây. Quay lại, bay rồi, về. Rồi, về. Về nha, đi về. Cửi nó về đi ông. Cửi nó về. Sao nó cứ quay vòng vòng ở đó vậy? Đây. À, rồi, đây rồi. Giờ ta chỉ cần đi theo con rồng về chỗ cũ. Rồi, ní đã về. Rồi, lặn dưới này. Rồi. Lặn luôn rồi. Rồi, giờ đợi ní nó lên đây thôi. Kiểu cùng có chút nuối tiếc. Kiểu như là đang tham quan lần cuối cùng khi ở đây. Không đấy. Rồi. Đầu cái đi. Rồi, ok, ngoan á. Hoạt thế giới nha. Cái này là mình, sau khi mình bắt rồng cũng đứng vậy được rồi. Mình phải thoát thế giới. Mình vô lại game, con rồng mới đứng yên cái chỗ đó nha mọi người. Cái này là bắt buộc nha. Rồi, đứng yên rồi nè. Rồi bây giờ rồi em ơi. Phải đẩy nó xuống dưới. Đẩy nó xuống. Biết bao nhiêu thời gian. Con này đã mất thời gian nhất. Xuống dưới đi rồng ơi. Rồi. Từ cái cánh. Sao nó chưa qua bên kia không? Chưa, ông cứ bình tĩnh. Và từ cái cánh của nó là cái gốc kéo bên đây, mình sẽ đẩy nó lên nha mọi người. Sâu hơn cái này không. Cứ lại gần là bị đánh à. Mình đứng ở đây là khoảng cách an toàn rồi nè. Rồi, mình sẽ đẩy làm sao mà cho cái màu xanh của cái cánh của nó, cái thân của nó sát nhập vào cái đá nền này ngay cái tại vị trí này là con rồng nó sẽ quay được về thế giới thường. Hình như là còn một cái nữa. Một lần. Ở đây được nè. Rồi ok, nó xảy. Ủa? Đây. Đây, xác nhận được nè.
lên để mình đi về thế giới thường á, chứ nó cạn cái cọc rồi. Đủ khoảng cách chưa? Rồi, sẵn sàng xem chưa ông? Rồi, sẵn sàng ông ơi. Chắc chưa? Chắc chắn rồi. Rồi, giờ nó sẽ quay về thế giới thường nha. Bây giờ nó sẽ quay về thế giới thường nè. Ok. Và ôi, what the, what the, bay lên trời ơi, let's go ơi, trời ơi. Rồi lỡ nó bay vòng vòng nó phá công trình hay sao? Không, nó chỉ có ở đây thôi, nó đúng một địa điểm ở đây thôi, nó sẽ bay qua cái cột này, yên tâm nha. Người đầu tiên ở Việt Nam có thể bắt rồng đưa về ô ngục quá, phải là phiên bản 1.21 nữa nha. Đấy thôi, let's go. Tuyệt vời. Trời ơi, giờ mình chỉ cần đẩy con rồng về đúng với cái trung tâm thôi. Đối với mình thì trong nãy á. Rồi bây giờ là với cái độ cao này, từ từ để mình xem nhé. Bữa là mình với lại ông Bích Sách đã xây cái này, chỉ có một người đẩy được các bạn ơi. Nên là buộc thì cái phần này mình cũng phải làm. Rồi với cái độ cao là bao nhiêu mình đẩy nó qua đây cái. Hiện tại ở đây là 208, bây giờ mình sẽ đẩy con rồng lên 220. Phải hư cái chỗ này chút xíu. 220, ok. Hư cũng được, hư cả trụ cũng được, xây lại. Không không không, để cho thiệt hại nhiều đâu. Nó đang ở cái vị trí đúng của nó rồi. Nó đẩy một phát con rồng bay tút trên kia luôn mà. Úi dồi ôi, ôi bạo lực với con rồng quá. Rồi xong. Nhưng mà cũng cao rồi đó. Nó lên trên cao, ok em ơi. Tôi quên, mình phải, mỗi lần nó lên trên một độ cao nhất định thì mình phải thoát kia một phát để cho nó lưu lại vị trí con rồng tưởng là nhà trên đó. Nó lên rồi nè. Méo xỉu mà vẫn lên. Đó, mỗi lần mà dẫn dẫn nó lên một đoạn có nhất định là buộc mình phải thoát kia. Đó, thì nó mới nằm ở trên đó chứ không nó nặng xuống đây nữa nè. Lên được nhiêu mừng nhiêu luôn á trời. Tự còn giật lên đó nè. Đấy, 4 năm đầu, mười mấy lóc luôn ấy. Rồi tiếp, phải ao game được vô lại liên tục luôn trời ơi. Lên tới trời luôn mà, hút mây luôn rồi. Gần tới giới hạn độ cao luôn rồi. Tới đây là đẹp rồi, tới đây là đẹp rồi, thấy rồi. Trên này mát mẻ quá, thiếu oxy quá. Mình chỉ cần đẩy nó qua bên ngay cái mép này nè. Xong rồi mình dùng piston mình từ đây mình đẩy nó xuống dưới đây nữa là nó vô cái khớp. Phải, phải. Nãy tôi đặt để chọn cái bên này. Ủa? Thấy em bị di chuyển là anh ngay lập tức đã tặc ngay. Đi qua đó đi em ơi. Rồi. Ông không đi theo máy, ông không cành hả? Rồi xong rồi. Không, ổ cái gì rồi. Nó ngừng ở đó đẹp, Đây rồi. Xí da. Có dấu hiệu ngoan ngoãn rồi đó. Bắt đầu bị kẹt rồi đó. Rồi. Đứng nó sẽ đậu cái vị trí mình mới vừa out game mà. Rồi. Xong rồi đó. Đấy. Đợi nó đâm đầu vô trong cái máy là lúc nó khỏe. Rồi. Ngoan rồi đó. Rồi ngoan rồi, ngoan rồi. Mày sẵn sàng chưa? Đây sẽ là ngôi nhà mới của mày. Tới nè, ní ơi.
đứa nào cũng cười mà đứa nào cũng mệt hết trơn. Mệt nhưng phải cố cười. Trời ơi, nghe cháu nái quá. Nghe cháu nái quá. Rồi. Được chưa? Hay quá. Hay rồi. Hay rồi. Wow. Wow. Let's go. Hay rồi. Ngầu quá. Ngầu quá chút quá ông ơi. Đó, thấy chưa? Rồi. Quá chật. Ngầu quá ông ơi. Từ đi ngủ đi. Như đã hứa với các bạn, Toàn đã dùng kiến thức 7 năm trên Minecraft của mình dành vào series lần này, chỉ mong các bạn có thể xem được những video chất lượng nhất. Xuyên suốt các đoạn bắt rồng, Toàn để hẳn video gốc cho các bạn xem và chứng minh cho các bạn thấy việc mà bắt rồng dẫn về thế giới thường nó không hề khó. Toàn dẫn con rồng tới đâu thì Toàn phải thoát game ở chỗ đó để cho con rồng nó xếp được cái lo ở chỗ đó, tránh quay về chỗ cũ. Đồng nghĩa với việc là Toàn công khai mạng lan và bật cheat lên, con rồng sẽ bị lỗi reset lo và quay về chỗ ban đầu lúc mà Toàn dẫn nó về Overworld. Bằng chứng là ở cái đoạn Toàn và Bích Sách đánh rồng, ông cá lớn ông công khai mạng lan cho Toàn vào thì con rồng đã bay như bình thường, không hề đứng yên như ở cái đoạn mà Toàn tải thế giới về gắn vào máy của Toàn. Tụi mình tốn rất nhiều thời gian để có thể tìm ra được cái giải pháp, cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao hai đứa mình ra video lâu rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký cho cá và mèo nhé. Sau khi bắt rồng về, tụi mình nâng lên lại phiên bản 1.21 và tiếp tục đi bắt những con mod ở phiên bản này. Điều tuyệt vời nhất mới chính là Trial Chamber vẫn còn nguyên vẹn và quái vẫn spawn ra được rất là bình thường. Toàn và Bích Sách bắt đầu dẫn bọn quái 1.21 về. Toàn xây nhẹ cho mình một cái cổng ở đây. Bích Sách dẫn con cá bạc giúp Toàn về trước. Con này là Toàn quên bắt ở danh sách thứ 3. Sau đó Toàn sang bên biome, Toàn bắt cái con skeleton có nắm ở trên đầu. Tự nhiên dẫn được tới đây rồi, xong lỡ làm gớt nó xuống dưới rồi cái nó ngủm luôn. Toàn chuyển sang Toàn bắt con tatu cho nó dễ. Ở tới tối Toàn đi bắt lại cái con skeleton có nắm độc ở trên đầu. Con này chính là cái con mà phiền nhất. Cái việc mà bắt nó thôi cũng đã mất hơn nửa tiếng mình đã lay hoay dưới đây rồi. Sau khi mà dụ được lên tới thuyền rồi là Toàn liền dẫn nó về. Toàn lên trên để thuyền trước, xong rồi xuống dưới Toàn đẩy cho thuyền lên trên. Quỷ gió vừa lên trên sẽ ngồi ngay ở trên thuyền. Đang bay tự nhiên bị thụt xuống là do con quỷ gió đằng sau nó bắn nha mọi người. Xong mà Toàn phải tốn thêm một mớ thời gian nữa cho đến khi mà tới tối Toàn mới dẫn nó lên được thành công. Nó ngồi trên thuyền mà nó sấy liên tục luôn. Nếu như các bạn đã xem được đến đây rồi và ấn đăng ký thì đúng là thiên thần rồi đấy. Chúng mình đã hoàn thành được việc bắt mod ở trong tập 3 lần này. Tập 4 các bạn muốn chúng mình làm gì thì đừng quên để lại ý kiến ở trong phần comment nha. Yên tâm, tập 4 tụi mình sẽ làm nhanh hơn cho các bạn xem để các bạn không phải chờ lâu đâu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong tập 4 nha. Bye bye. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out.